Tại sao quân xâm lược Nga rất sợ pháo HIMARS của Mỹ? Bản tin Chiến tranh Thế giới xin kính chào quý khán thính giả và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống. Sau đây xin kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, theo tờ An ninh Thủ đô, loại đạn rocket tầm xa M30, M30A1 và M30A2 được trang bị cho hệ thống pháo phản lực HIMARS đang giúp Ukraine phần nào chặn đứng bước tiến của quân Nga tại chiến trường Donbass. Washington đã đồng ý cung cấp đạn rocket tầm xa siêu chính xác cho Ukraine. Chính điều này đã làm thay đổi cục diện tại chiến trường Donbass. Rõ ràng với tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn, các loại đạn rocket này có thể tạo ra ưu thế cho Ukraine trong các cuộc đấu pháo với quân Nga tại Donbass. Theo nhiều nguồn tin phân tích độc lập, Nga đã thiệt hại khoảng 30% các kho đạn tại Donbass do bị pháo HIMARS đánh trúng. Ước tính các kho đạn mà Nga bị phá hủy có giá trị hàng trăm triệu đô la. Rõ ràng, Nga đang có ưu thế về pháo binh, nhưng với việc nguồn đạn dược bị phía Ukraine phá hủy, giờ đây Nga đã không thể có được các bước tiến như trước nữa. Các loại đạn rocket tầm xa siêu chính xác M30 được dẫn đường bằng GPS mà pháo HIMARS bắn ra, có tầm phóng gấp đôi so với lựu pháo M777, khả năng bắn xa lên tới 80 km. Nhìn chung sẽ giúp hệ thống pháo phản lực phóng đạn của Ukraine nằm ngoài tầm phản pháo của pháo binh Nga, đồng thời các khẩu độ của pháo binh Nga vào tình thế nguy hiểm. Gần đây đã có bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine sử dụng tổ hợp HIMARS để tấn công các mục tiêu từ cự ly vượt ngoài 1.000 km. Điều này có nghĩa là Ukraine đã nhận được loại đạn rocket mới có tầm bắn xa hơn con số 80 km. Một số nhà phân tích cho rằng pháo phản lực được Mỹ cung cấp sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi ở chiến trường Ukraine. Chuyên gia quân sự Mỹ Taylor Cowie nhận xét về góc độ chiến thuật pháo phản lực M270 và M142 có độ chính xác cao hơn các loại pháo phản lực trong biên chế Ukraine và ngay cả của Nga hiện tại. Khi chúng sử dụng loại đạn dẫn đường có khả năng tấn công chính xác ở tầm bắn xa hơn rất nhiều. Đạn rocket tầm xa M30 trang bị đầu đạn tự dẫn với 404 bông con M85 giảm bớt xác suất sát thương nhưng tăng đáng kể độ chính xác với các mục tiêu cỡ nhỏ. Đầu đạn chùm M85 khi được thay thế bằng khối thuốc nổ mạnh nặng 100 kg có thể cho phép tiêu diệt mục tiêu đơn lẻ mà không gây thiệt hại ngoài dự tính cho khu vực xung quanh. Ban đầu Mỹ chần chừ không cung cấp những loại đạn rocket tầm xa này cho Ukraine do lo ngại Ukraine có thể dùng chúng để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên phía Kyiv đã hứa không dùng các loại đạn vũ khí công nghệ cao này để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Vì vậy mà Washington đã liền chuyển chúng cho Kyiv. Sự thành công của pháo phản lực HIMARS trong việc làm chậm bước tiến của quân Nga tại Donbass. Ngoài việc nhờ dàn đạn rocket tầm xa dẫn đường siêu chính xác thì còn nhiều nguồn tin tình báo từ NATO. Với việc được cung cấp chính xác vị trí các kho đạn dược của quân Nga tại Donbass, Ukraine đã tiến hành bắn đạn rocket M30 vào ban đêm. Sau khi tấn công các khẩu đội pháo HIMARS của Ukraine, liền cơ động để tránh đòn phản pháo từ phía binh lính Nga. Trước đó ngày 30 tháng 10, máy bay chỉ huy cảnh báo trên không Boeing Air-3 Sentry, tức là lính gác A-3, đã được phát hiện trên khu vực phía tây của Biển Đen. Đáng chú ý là dòng máy bay này có thể dẫn đường cho tên lửa hành trình tiêu diệt chính xác mục tiêu. Điều này đặt ra nghi vấn phi cơ này đã dẫn đường cho tên lửa và đạn pháo để giúp Ukraine tiêu diệt quân Nga. Truyền thông Nga cho biết vào sáng ngày 15 tháng 11 năm 2022, một máy bay chỉ huy cảnh báo Air-3 Sentry của NATO đã xuất hiện trên khu vực phía tây của Biển Đen. Sự xuất hiện của máy bay chỉ huy cảnh báo ở khu vực này rất đáng lo ngại do loại máy bay này có thể dẫn đường cho hành trình tiêu diệt chính xác mục tiêu. Điều này rất đáng lo ngại bởi gần đây Ukraine đang đe dọa dùng tên lửa để tấn công hạm đội Nga trên Biển Đen cũng như cây cầu Trom. Nếu được dẫn đường bằng máy bay Air-3 Sentry với độ chính xác cao đánh trúng mục tiêu được nâng lên rõ rệt. Moscow đã tỏ ra rất tức giận khi bị Mỹ và NATO cung cấp tin tức tình báo về các vị trí chính xác của quân đội nước này tại Ukraine. Điều đó đã dẫn tới những thiệt hại to lớn, đặc biệt là các vụ tấn công phá hủy các kho đạn của Nga vừa qua. Trong khi đó, Mỹ và NATO lên án cuộc xâm lược của Nga vào một quốc gia có chủ quyền, đồng thời công khai cho biết sẽ trợ giúp Ukraine các loại vũ khí tiên tiến trong công cuộc chống lại quân xâm lược Nga. Ngoài cung cấp vũ khí, Mỹ và NATO cũng không ngần ngại cho biết họ đang trợ giúp thông tin tình báo cho Kyiv. Trong khi đó, Nga ít nhất 2 lần tuyên bố sẽ phá hủy thành công tổ hợp pháo phản lực HIMARS của Ukraine.
Thậm chí là vào ngày 27 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố clip phá hủy hệ thống này. Tuy nhiên, một số nhà phân tích độc lập sau khi so sánh dữ liệu từ clip của Nga và hình ảnh chụp thực tế hệ thống HIMARS thì cho rằng rất có thể tổ hợp mà Nga tuyên bố phá hủy không phải là HIMARS, do nó có quá nhiều điểm khác biệt. Phía Mỹ và Ukraine đã bác bỏ thông tin hệ thống HIMARS bị tiêu diệt. Họ cho rằng đó chỉ là thông tin tuyên truyền của phía Nga. Điều đó càng khẳng định thêm thiệt hại của Nga, cũng như sự bất lực trước sức mạnh của HIMARS. Hiện Kyiv tiếp tục dùng tên lửa HIMARS để công kích vào các vị trí quan trọng của Nga tại Donbass và gây cho quân Nga thiệt hại nặng nề, góp phần chặn đứng hành trình tiến quân của Nga tại khu vực này. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 2 tháng 8 năm 2022 tuyên bố rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tìm ra các cách thức sáng tạo để duy trì sự hỗ trợ lâu dài cho lực lượng vũ trang Ukraine. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sự hỗ trợ của mình để đảm bảo Ukraine sở hữu được công nghệ đạn dược cùng với hỏa lực để tự vệ. Ông Austin cũng thông báo Mỹ sẽ cấp thêm cho Ukraine 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS, tăng tổng số pháo HIMARS mà Washington cung cấp cho Kyiv là 16. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm, gói hỗ trợ mới cho Ukraine cũng bao gồm đạn dược đầy đủ cho các tổ hợp pháo phản lực. Mỹ hiện đã cung cấp 8 tỷ đô hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi nổ ra chiến sự ở nước này. Trong đó, 22 tỷ đô la vừa được cung cấp vào tháng trước. Theo Bulgari Military, hệ thống phòng không S-400 của Nga không thể đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine, bất chấp đã được quảng cáo rủng beng là yếu tố đang được Kyiv khắc sâu. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng một dòng Twitter trên trang của mình, trong đó tuyên bố rằng hệ thống phòng không S-400 của Nga không thể đánh chặn tên lửa HIMARS. Ý kiến tương tự cũng được đưa ra bởi Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Seko. Các lực lượng vũ trang Nga, kho đạn dược và nhiên liệu của họ hoàn toàn không được bảo vệ trước sức mạnh của vũ khí Mỹ. Cả Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và ông Valesko cho biết trong các bình luận của họ, hiện tại Bộ Quốc phòng Nga không bác bỏ tuyên bố này. Ukraine hiện đã nhận được 12 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao cỡ 227 ly, M142 HIMARS từ Mỹ và nhiều tổ hợp khác đang trên đường tới Ukraine. Tuy nhiên, Kyiv chưa nhận được những loại đạn có sức mạnh lớn nhất. Hiện tại không có tên lửa chiến thuật lục quân Atacms tầm bắn 300 km nào được cung cấp cho Ukraine. Đây sẽ là một khả năng hoàn toàn mới. Đạn pháo tên lửa tầm bắn 300 km được giao cho Ukraine. Điều này sẽ mở ra tất cả các khả năng, bao gồm cả việc tấn công cây cầu Crimea. Đạn tên lửa 300 km là một loại tên lửa cơ động, có nghĩa là nó rất khó bị bắn hạ. Nga đã cho thấy họ không có khả năng bắn hạ các loại đạn tên lửa bình thường mà HIMARS đang sử dụng. Bất chấp hệ thống phòng không S-400 và nhiều loại khác đã được triển khai, đạn tên lửa 300 km là tên lửa đạn đạo chiến thuật. Nó được đưa vào trang bị từ đầu những năm 1990 và hiện tại chỉ có 3 quốc gia được Mỹ cung cấp đặc quyền sở hữu loại vũ khí này, bao gồm Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Tầm bắn lý thuyết của đạn tên lửa này là 300 km, nhưng trong các cuộc thử nghiệm, nó đã vươn tới cự ly 310-320 km. Đạn tên lửa 300 km được ghi nhận khi tham gia một cuộc xung đột như chiến tranh vùng vịnh hay là Afghanistan. Các đặc điểm chính của xe 300 km như sau. Sải cánh dài 1,4 m, trần bay 50 km, tốc độ tối đa vượt quá Mach-3, tức là khoảng 1 km trên 1 giây, và tên lửa được sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính có hỗ trợ định vị GPS chính xác cao. Hiện tại, mặc dù Mỹ chưa có ý định cung cấp tên lửa 300 km cho Ukraine, nhưng không loại trừ viễn cảnh này nếu trong tương lai xuất hiện thêm nhiều cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Mỹ leo thang, gửi cường kích heo rừng A-10 Thunderbolt cho Ukraine. Kính thưa quý vị và các bạn, theo tờ Turai và tờ Security Capital Mỹ, được cho là đang phát đi tín hiệu về việc có thể chuyển máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trong đó, loại cường kích A-10, biệt danh là xe tăng bay, đã được nhắm tới. A-10 Thunderbolt 2, hay còn gọi là Thần Sấm 2, là loại máy bay cường kích và được chi viện trực tiếp từ không quân Mỹ. Máy bay này có một chỗ ngồi, hai động cơ phản lực do hãng General Dufresne sản xuất cho không quân Hoa Kỳ. Thần Sấm 2 được dùng cho nhiệm vụ chi viện trực tiếp từ không quân cho lực lượng bộ binh bằng cách tấn công xe tăng, xe bọc thép và các mục tiêu khác trên mặt đất, cũng như được sử dụng để tấn công ngăn chặn tiếp viện của đối phương. Ở đây là chiếc máy bay đầu tiên của không lực Hoa Kỳ được thiết kế cho nhiệm vụ yểm trợ cận chiến từ trên không. Cường kích A-10 Thunderbolt 2
hay còn có biệt danh khác là heo rừng, tiếng Bắc gọi là lợn lòi. Giá của mỗi chiếc cường kích này là 18 triệu đô la Mỹ, tức là vào khoảng 414 tỷ Việt Nam đồng. Trang Tri đưa tin trong một sự kiện ngày 15 tháng 11 khi được hỏi về khả năng của việc Washington sẽ chuyển cường kích xe tăng sân bay A-10 Thunder cho Ukraine để đối phó với Nga. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kender không bác bỏ việc này. Trước đó, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Brown nói rằng Không quân Ukraine sẽ bắt đầu từ bỏ các loại máy bay chiến đấu thời Liên Xô và dàn phi cơ thiết kế không phải là sản phẩm do Liên Xô sản xuất. Trong yêu cầu ngân sách gần đây nhất cho năm tài khoá 2023 mà Không quân Mỹ đề nghị được thay thế 21 chiếc A-10 đã già cỗi, loại cường kích này đã hoạt động hiệu quả trong 20 năm qua, nhưng Mỹ đang sở hữu các loại máy bay chiến đấu hiện đại hơn. Khi được gợi ý về việc viện trợ A-10 cho Ukraine, ông Kendall cho biết tướng Brown đã nói về loại tiêm kích nào mà Ukraine có thể quan tâm. Điều đó phụ thuộc phần lớn vào Ukraine, nhưng các loại vũ khí cũ của Mỹ có thể là một khả năng chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận với Ukraine về những yêu cầu của họ và cách chúng tôi có thể đáp ứng. Từ tuần trước, các hạ nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc phê duyệt tài trợ cho hoạt động đào tạo phi công máy bay chiến đấu của Ukraine. Trong một dự thảo của dự luật chính sách quốc phòng hàng năm cho năm 2023, phát biểu của ông Skander và Brown lần này đánh giá sự đổi khác rõ rệt so với tuyên bố của các ông vào hồi tháng 3 năm 2022. Lúc đó khi được hỏi về việc chuyển giao cường kích A-10 cho Ukraine, cả hai ông đều nhấn mạnh Mỹ chưa có kế hoạch cụ thể, thậm chí chưa từng bàn bạc về khả năng này. Tình hình hiện nay có thể đã khác, dù gì thì Mỹ cũng đã mang tiếng chống Nga. Nước này đã viện trợ hàng tỷ đô la vũ khí cho Ukraine để chống lại quân xâm lược Nga. Giờ mà không viện trợ tiếp để cho Ukraine thất thủ thì những gì đã viện trợ trước đây coi như là muối bỏ bể. Đã không chơi thì thôi, mà đã chơi là phải chơi lút cán. Mỹ không thể để cho Ukraine thất thủ. Điều tồi tệ đó sẽ làm xói mòn lòng tin của khối NATO. Điều đó cũng mang lại những lợi thế chính trị cho Moscow, cũng như làm cho mối đe dọa của Mỹ và phương Tây là Nga thêm hung mạnh. Không những vậy, nếu Ukraine thất thủ, thì những vũ khí Mỹ đã viện trợ cho Ukraine có thể sẽ bị mang tiếng là thua kém vũ khí của Nga. Hay nói nôm na là bị mất mặt. Mỹ thả không nhúng tay vào thì thôi, mà đã nhúng tay vào, mà còn để cho Ukraine thua, thì còn đâu mặt mũi để nói chuyện với các nước đồng minh, mặt mũi đâu mà lãnh đạo khối NATO. Còn nước nào nể sợ Mỹ nữa? Hùm mà mất oai thì khác gì con mèo. Mẽo mà thành mèo thì toi. Giờ đây, nếu xuất hiện thêm các cáo buộc Nga tấn công dân thường hoặc là tình hình chiến sự Ukraine bị Nga áp đảo, Ukraine nguy cơ thất thủ thì Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khi đó họ có thể sẽ sẵn sàng chi viện kể cả là những loại vũ khí tối tân nhất để giúp cho Ukraine tự vệ và bảo vệ dân của mình. Do đó, đánh giá về khả năng Mỹ viện trợ cường kích heo rừng A-10 cho Ukraine là có cơ sở. A-10 là loại cường kích, tức là chiến đấu cơ chuyên đánh mục tiêu mặt đất đáng sợ nhất của Mỹ. Mặc dù ra đời đã lâu, nhưng những chiếc máy bay này vẫn rất hữu dụng và là bạn đồng hành đáng tin cậy của thủy quân lục chiến. Trong các cuộc chiến trước đây, Mỹ luôn điều động những chiếc A-10 bay trên đầu bộ binh để yểm trợ và tàn phá xe tăng cũng như công sự của đối phương. Điều làm cho A-10 trở thành đáng sợ chính là việc kết hợp giữa sức mạnh hỏa lực, khả năng bay chậm và bay thấp, đặc biệt là khả năng sống dai ngay cả khi bị bắn trúng. Ra đời từ năm 1977, các cường kích cơ A-10 Thunderbolt 2 hay còn có biệt danh là heo rừng là một trong những loại máy bay cường kích đáng sợ nhất hiện nay trên thế giới. Nhiều chuyên gia cho rằng sức mạnh của heo rừng A-10 thậm chí còn vượt cả cường kích xe tăng bay Su-25 của Nga. Quá trình sản xuất heo rừng A-10 từ trước những năm 1972 đến năm 1984 kết thúc với hơn 700 chiếc đã được hoàn thiện. Khác với nhiều loại máy bay đã được các nước đồng minh sử dụng như F-15, F-16, F-18, hiện nay chỉ có duy nhất Không quân Hoa Kỳ đã hoàn thành những chiếc cường kích này. Loại cường kích này nổi tiếng với khả năng yểm trợ chính xác, bật thép tốt, mang được tối đa 7,2 tấn vũ khí bao gồm pháo, tên lửa và các loại bom. Trong số đó có khẩu pháo nòng xoay GAU-8A cỡ nòng 30mm là một trong những vũ khí đáng sợ nhất. Khẩu pháo 7 nòng này có khả năng bắn với tốc độ tối đa lên tới 3.900 viên đạn mỗi phút, cự ly bắn hiệu quả của nó lên tới 3.600m. Khẩu pháo của A-10 sử dụng cỡ đạn có đường kính 30mm, chiều dài 173mm,
đủ khả năng để tấn công cả những phương tiện bọc thép của đối phương, bao gồm cả xe thiết giáp chở quân, xe chiến đấu bộ binh hay thậm chí là chặt đứt xe tăng của địch. A-10 còn có khả năng mang một số lượng lớn tên lửa chống tăng như Hellfighter 2 tên lửa không đối đất ATM-65. Như Hellfighter 2 tên lửa không đối đất ATM-65 do chủ yếu hoạt động ở độ cao thấp. A-10 được thiết kế để có thể chịu được những khả năng gây ra bởi hỏa lực phòng không của đối phương, đặc biệt là pháo cao xạ và tên lửa tầm gần. Nó được cho là có khả năng hứng chịu hư hại gấp 10 lần các loại máy bay khác trong một số tình huống. Trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất vào năm 1991, một chiếc A-10 bị trúng liên tiếp 4 phát đạn từ pháo phòng không 57 ly, trong đó 2 phát trúng đuôi, 1 phát nổ ngay trước một máy bay, 1 phát trúng cánh phải và gây kích nổ quả tên lửa đối không gắn ở đó. Tổng cộng chiếc A-10 đó có 378 lỗ thủng trên thân, trong đó có 17 lỗ ngay dưới vùng lái. Tuy vậy thì viên phi công vẫn bình yên vô sự và đã hạ cánh an toàn. Có được khả năng này là nhờ buồng lái của A-10 được bọc một lớp giáp titan dày gần 4 cm, giúp bảo vệ phi công khỏi hỏa lực phòng không từ mặt đất. Năm 2015, một chiếc A-10 đã bị tấn công ít nhất bằng 4 quả tên lửa phòng không vác vai SA-7 từ các tay súng IS trong cuộc không kích và một căn cứ địa của IS gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Tuy nhiên không hiểu bằng cách nào đó, nó vẫn lết được về tới căn cứ và phi công vẫn bình an vô sự. Chính nhờ khả năng này mà A-10 tiếp tục chống đỡ được những đòn vũ báo của quân khủng bố IS trong cuộc chiến chống lực lượng này của Mỹ và chiến trường Syria và Iraq trong những năm vừa qua.